Andrea tên thật là Andrea Aiba Carmona. Cô còn có biệt danh là Andrea An Tây Nguyễn Thị An, nghệ danh là Andrea Aiba. Andrea là một người nước ngoài hay là một đóa hồng lai với đặc điểm mang dòng máu Tây Ban Nha. Andrea sở hữu vẻ đẹp lạ so với các hot girl Việt khác. Vẻ đẹp của cô được khá nhiều người đón nhận. Andrea Aiba Carmona hiện là một người mẫu Việt Nam gốc Tây Ban Nha. Cô sinh năm 1995, sang Việt Nam từ năm 8 tuổi cùng ba và em trai. Bây giờ An đã có thể nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ. Cha của Andrea là Rutino Aiba, là người Valencia chính hiệu. Bố mẹ đẻ của Andrea cũng đã chia tay trước khi họ tới Việt Nam. Hiện cha của Andrea cũng đã đi bước nữa. Mẹ kế của Andrea cũng được nhiều người biết tới với cái tên gọi là Cô Phượng Hồng Kông, bởi vì bà ấy là một chủ thẩm mỹ viện Hồng Kông. Điều này khiến cho nhiều người lầm tưởng Andrea là đóa hồng lai, nhưng mà Andrea là có cả bố và mẹ đều là người Tây Ban Nha. Andrea là cựu học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Cô cũng đã nghỉ học từ khi 17 tuổi để theo đuổi nghề người mẫu. Andrea hiện tại đang hoạt động trong công ty người mẫu Venus. Ngày 13 tháng 9 năm 2012, ở trong một bài báo, Andrea đã bất ngờ thú nhận mình đã bỏ học cấp 3 và đang tập trung vào việc học ngoại ngữ để mà hỗ trợ cho bố trong kinh doanh. Andrea lúc đó cũng bày tỏ mong muốn vào Sài Gòn và sống chung cùng với Basio, bạn trai của cô lúc bấy giờ. Tuy vậy, việc hai người chia tay không lâu sau đó đã khiến cho dự định của Andrea cũng không trở thành hiện thực. Sau một khoảng thời gian im lặng, Andrea đã trở lại tâm bão Scandal với một vụ lùm xùm lớn nhất từ trước tới giờ. Theo như đó, vào đêm ngày 11 tháng 9 năm 2013, rất nhiều người quanh khu vực hàng trống cũng đã chứng kiến Zambi nắm tóc Andrea và mắng chửi. Trong lúc đó, Andrea dường như khá u mê và cũng không có bất cứ phản ứng nào. Trong bức ảnh đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, hai nhân vật trong scandal này cũng đều là người nổi tiếng với giới trẻ. Thứ hai, việc các người nổi tiếng yêu nhau rồi đánh nhau giữa phố đó là điều xưa nay chưa bao giờ có. Nhưng ngay trong buổi chiều sau khi scandal diễn ra, Andrea Aiba và Zambi cũng đã tung ảnh thân thiết. Sự việc khiến cho không ít người ngẩn ngơ bởi vì cuộc sống riêng tư quá phức tạp của cặp đôi này. Biệt thự của Andrea Aiba Carmona, người mẫu gốc Tây Ban Nha đang được nổi danh trong giới showbiz Việt, tọa lạc ở khu Nghi Tàm, quận Tây Hồ, cùng với những tiện nghi sang trọng và đắt tiền. Đang mang trong mình hai dòng máu là Tây Ban Nha và Venezuela, Andrea Aiba Carmona, 8 tuổi, cũng đã theo bố và em trai sang Việt Nam sinh sống. Cô bảo tới với công việc người mẫu rất tình cờ. Bố em chơi thân với nhà thiết kế Diego, cho nên qua người này em mới biết được chị Hạ Vi. Cùng với lợi thế chiều cao, với ưu điểm nói tiếng Việt khá lưu loát, chị Vi cũng đã mời em đầu quân cho công ty của chị. Khởi đầu nghiệp người mẫu từ con số 0 tròn chính từ cách đi, tạo dáng trên những chiếc giày cao gót với việc biểu cảm sắc thái khuôn mặt, nhưng sau hơn 2 năm chăm chỉ tập luyện cũng như được cọ sát trong nhiều chương trình lớn nhỏ, Andrea đã trở thành một trong số những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang trong khu vực phía Bắc. Ngoài công việc người mẫu ra, Andrea với khả năng ngoại ngữ của mình còn thường xuyên giúp cho bố phiên dịch cho khách hàng. Trong công việc kinh doanh, thời gian biểu một ngày của chân dài cũng dường như kín đọng, như trả lời email khách hàng, đi học, tham gia vào biểu diễn thời trang và làm MC cho một số chương trình truyền hình như Tôi Yêu Việt Nam. Vài tháng gần đây, cùng với không ít scandal, từ một người mẫu tin khá bình thường, Andrea đã trở thành một cái tên cực hot. Những vụ lùm xùm đã xảy ra trong thời gian vừa qua theo mức độ tăng dần.
Mà gần đây nhất là những hình ảnh ngực trần đã khiến cho hot girl sinh năm 1995 đã trở thành một cái tên siêu hot không thể nào không biết đến. Nhớ lại vài tháng trước đây khi lột xác đầu tiên Aurelia chính là một tấm ảnh bán nu chụp trên biển mà cô đã tự tay up lên Facebook, đó cũng chính là thời điểm mà cô nàng đã tuyên bố sẽ thoát khỏi hình ảnh một mẫu tây trong sáng và hồn nhiên để trở nên gợi cảm và sexy hơn. Tiếp đó thì lại một lần nữa trên Facebook của cô nàng đã xuất hiện những bức ảnh nội y với tư thế pose cũng khá khêu gợi. Dù cho rằng đây là các xuất hình chụp quảng cáo cho một nhãn hàng, nhưng cách nghĩ hơi thoáng của Andrea cũng khiến cho không ít người phải ngạc nhiên. Chưa dừng lại tại đó, lại một lần nữa cư dân mạng đã dậy sóng bởi tấm hình giường chiếu của Andrea và bạn trai hot boy Basio. Dù cho đã lên tiếng giải thích nhiều lần, nhưng mà có lẽ búa xỉu dư luận mà cô nàng phải hứng chịu không phải đơn giản như thế. Cao trào của scandal đã được đẩy lên đỉnh điểm khi vài ngày gần đây, Andrea lại gây sốc với những hình ảnh ngực trần. Theo lời cô nàng chia sẻ, đó chính là hậu trường của một clip quảng cáo. Trong quá trình quay, Andrea đã dùng miếng dán ngực bằng silicone và không muốn dùng tay che ngực. Andrea đã gây sốc nhất mà mọi người từng nhớ có lẽ là quan niệm khá thoáng về một vấn đề chi tiết. Thừa nhận đã ngủ chung với bạn trai ở tuổi 17, cô nàng cũng đã cho rằng nhiều người cùng trang lứa có cùng chung suy nghĩ với mình như vậy nhưng không dám nói ra. Có rất nhiều bạn trẻ ủng hộ sự thẳng thắn, dũng cảm và dám nói lên sự thật của nàng hot girl. Nhưng sau khi bài báo và cái tít gây sốc ấy, Andrea đã nhận khá nhiều gạch đá. Nếu như để ý, nhiều người chắc chắn sẽ vẫn nhớ status gây nhiều tranh cãi của Andrea về việc mặc áo tứ thân trông khắm. Có thể bản thân hot girl này cũng không có ý là thiếu tôn trọng tấm áo tứ thân của dân tộc Việt Nam, nhưng cách nói của cô lại rất dễ khiến cho người khác hiểu nhầm. Từ trước đến nay, theo như nhận định của khá nhiều người, Andrea chính là một hot girl thân thiện, giữ thái độ niềm nở đối với báo chí, tôn trọng ý kiến khán giả và cũng không hề mắc bệnh ngôi sao, nhưng không thể không thừa nhận các phát ngôn và hình ảnh gây sốc gần đây cũng đang khiến cho cô nàng mất đi nhiều ánh nhìn, thiện cảm. Với Andrea, đó chính là những điều mà cô đã lựa chọn và muốn sống thật với chính cá tính của mình. Nhưng đối với nhiều người, đó lại là sự đi nhầm đường lúc Andrea đang trong giai đoạn trưởng thành và đã gây dựng hình tượng của mình trong lòng công chúng. Dư luận lo lắng cũng sẽ lại có thêm một người đẹp đi lên bằng scandal. Gặp nhau và bén duyên từ cuộc thi Tôi Yêu Việt Nam 2012, Basio và Andrea đã nhanh chóng trở thành một cặp đôi hot của giới trẻ vì ngoại hình long lanh đậm chất Tây và đặc biệt đó là những hình ảnh tình tứ và nóng bỏng của cặp đôi này. Thậm chí còn có một khoảng thời gian Basio gần như đóng rễ ở Hà Nội để mà gần gũi và chăm sóc cho bạn gái. Một trong các sự kiện không thể quên đó là cả hai tung các bức ảnh nóng thân mật trên giường trên trang cá nhân. Sau đó Andrea và Basio cũng đã dính phải nghi án yêu theo hợp đồng và đã đoán giả đoán non rằng lý do cuộc chia tay của cả hai đó chính là do người thứ ba gian bi. Đỉnh điểm của cuộc tình này đó chính là Basio đã thừa nhận lên giường cùng với Andrea vào đêm cuối cùng còn độc thân trước lúc lấy Quỳnh Trâm làm vợ. Câu chuyện của cả hai có lẽ đã dừng lại tại đó nếu như sau đó không lâu Quỳnh Trâm vợ của Basio bất ngờ lên trang cá nhân tố Andrea qua lại với chồng mình. Mọi việc đã ngã ngũ lúc Basio tự lên tiếng thừa nhận mối quan hệ bất chính cùng với Andrea, mặc dù trước đó chính anh và cô người mẫu Tây Ban Nha cũng đã lớn tiếng mắng mỏ, chê trách Quỳnh Trâm lúc cô lên mạng tố hai người. Trải qua scandal tình ái lùm xùm lần này, Quỳnh Trâm cũng đã cố gắng ngậm đắng nuốt cay cho qua mọi việc để mà tiếp tục giữ gìn mái ấm mà cô đã xây dựng bấy lâu nay. Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin người mẫu Andrea vướng phải tin đồn ngả giá đi khách với đại gia 65 tuổi mức 12.000 đô la Mỹ. Trong nội dung tin nhắn, thông tin về hộ chiếu, địa chỉ, số tài khoản và số điện thoại của Andrea cũng được cung cấp khiến cho nhiều người rất tò mò. Chiều ngày 26 tháng 3, Andrea mới chính thức lên tiếng về sự việc. Cô chia sẻ đầu tháng 3 cô bị mất điện thoại và máy không đặt mật khẩu, địa chỉ nhà cùng tài khoản ngân hàng của cô để chung trong một ghi chú nên mới xảy ra việc ồn ào như thế này.
Trên trang cá nhân của mình, cô cũng nói thêm, bố mẹ mình chưa bao giờ để mình thiếu thốn gì cả, để tôi phải đi kiếm tiền bằng cách đó. Xin lỗi, tôi mải chơi, nhưng 8 năm trong nghề, nếu tôi kiếm tiền bằng cách đấy, chắc tôi phải được mua cho cả chục cái nhà rồi, túi hiệu cả tủ, xe hơi phải đi vài cái. Hơn mình 1-2 tuổi cũng có và đẹp trai, nhưng cơ bản là người ta tìm đến mình. Mà đã đặt luôn vấn đề đấy đầu tiên là mình có cảm giác bị khinh và không có tiếng nói. Nữ người mẫu cũng cho biết sau khi mình bị bôi nhỏ trên mạng xã hội, cô đã đi trình báo công an. Hai người dàn dựng để vu khống An đã bị công an tạm giữ. Để mình hoàn thành nốt hồ sơ khởi kiện, được biết Andrea sinh năm 1995 và mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô từng là người mẫu được yêu thích, thế nhưng đời tư của cô cũng được nhiều người chú ý, đặc biệt là với chuyện tình tai tiếng với diễn viên Basio.